Chào quý vị, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Một ông gốc Việt tông chết một công nhân xây cất ở Connecticut. Cảnh sát đã bắt giữ một tài xế sau khi một công nhân xây dựng đã bị tông chết tại Hartford vào hôm thứ Tư 12 tháng 6. Cảnh sát Hartford cho biết Tommy Nguyễn, 25 tuổi, đến từ Hartford đã bị buộc tội ngộ sát cấp độ 2, lái xe liều mạng, có nguy cơ gây thương tích cho trẻ vị thành niên, lái xe không có bảo hiểm, lái xe hơi chưa đăng bạ, lái xe trong lúc bị giam bằng lái, không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em và sử dụng bảng số xe không đúng cách, theo đài WFSB. Nhà chức trách cho biết tai nạn xảy ra tại ngã tư đại lộ West Boulevard và đường South Whitney Street. Công nhân xây cất đã bị tông chết là một nhân viên hợp đồng tư nhân đang làm việc cho Ủy ban Đô thị Địa hạt MDC. Trung úy cảnh sát Hartford Aaron Boysworth cho biết. Cảnh sát nhận dạng nạn nhân là Jose Diaz Nieves, 54 tuổi, ngụ tại East Hartford. Xe hơi của Tommy Nguyễn bị hư và anh ta cũng bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cho biết Tommy Nguyễn lái xe băng qua công trường xây cất với tốc độ cao. Hai hành khách ở trên xe của Tommy Nguyễn được chở đi nhà thương vì những vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, cảnh sát cho biết. Trung úy cảnh sát Hartford Aaron Boysworth cho biết các nhà điều tra vẫn chưa rõ ý định của Tommy Nguyễn là gì sau tai nạn. Lúc đó chiếc xe bỗng dừng lại nên tôi chưa biết ý định của ông ta là gì. Tommy Nguyễn sẽ bị thẩm vấn, đó là một phần quan trọng trong tiến trình điều tra. Chiếc xe không thể lái được nữa nên nó mới khựng lại, Boysworth cho biết vào chiều hôm thứ Tư. Số tiền ấn định để Tommy Nguyễn tại ngoại hầu tra là $1,000,000. Giới chức MDC không lập tức bình luận khi cuộc điều tra đang diễn ra. Một ông gốc Việt đã đốt nhà hàng và từng đập phá nhiều cửa tiệm người Việt ở Bắc California đã bị bắt. Sớm thứ Tư 12 tháng 6 lúc 2 giờ 38 phút sáng, giờ cảnh sát Milpitas MPD đã nhận được cuộc điện thoại 911 liên quan tới nhà hàng McDonald's tại số 41 Ranch Drive, theo tờ The Milpitas Beat. Nhà hàng McDonald's phát hỏa, vào thời điểm đó thì nhà hàng đóng cửa và không có ai ở bên trong. Người ta nhìn thấy một người liệng thứ gì đó qua một cửa sổ của nhà hàng, làm bể kính rồi gây hỏa hoạn trước khi lái xe vọt đi. Chưa đầy 3 phút sau thì một sĩ quan cảnh sát MPD đã có mặt tại nhà hàng. Một sĩ quan khác tìm được nghi can cách đó nửa dặm. Ngay sau đó sở cứu hỏa Milpitas MFD kịp thời dập tắt hỏa hoạn, ước tính thiệt hại tài sản là $150,000. Nghi can có danh tính là Tài Văn Trịnh, 46 tuổi. Ông ta bị giam giữ tại nhà tù chính tại quận Santa Clara với các tội danh phá hoại tài sản và đốt phá. Là cư dân Milpitas, Tài Trịnh từng bị đưa lên báo chí năm 2020 vì phá hoại hàng loạt các doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ tại San Jose và Milpitas. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, trong vòng từ 3 giờ 15 tới 6 giờ sáng, cảnh sát San Jose nhận diện Tài Trịnh là nghi can đập phá cửa sổ Lee Sandwich ở số 2525 South King Road và 2471 Berryessa Road, Seven Leaves Cafe tại số 1743 Berryessa Road, Testia ở số 1610 North Capitol Avenue và Phở White số 1 Noodle House số 2050 Concourse Drive. Cùng vào buổi sáng đó ở Milpitas thì nghi can đập cửa sổ 3 cơ sở thương mại ở trên dãy số 200 đường West Calaveras Boulevard, theo cảnh sát Milpitas. Sau vụ phá hoại vào hôm thứ Tư, MPD đưa ra thông cáo báo chí. Nếu công chúng có bất kỳ tin tức nào liên quan tới cuộc điều tra vụ đốt phá, xin gọi cho sở cảnh sát Milpitas theo số 408-586-2400. Ngoài ra, ai muốn chỉ điểm ẩn danh, xin gọi cho đường dây nóng chỉ điểm tội phạm theo số 408-586-2500 hoặc là vào trang mạng. Một dược sĩ ở Houston, gốc Việt đã bị tố phân phối 750.000 viên thuốc có chất gây nghiện trong một vụ án tái thẩm tòa địa hạt miền Nam Texas. Kết án một dược sĩ tại Houston vì tội phân phối bất hợp pháp các chất được pháp luật kiểm soát.
Trong 18 tháng, công ty S&S Pharmacy bán 750.000 liều thuốc bị kiểm soát. Với số lượng lớn, theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các liều thuốc này gồm có 500.000 viên oxycodone và hydrocodone, cả hai đều là thuốc có chất gây nghiện cao. Công ty dược phẩm này cũng đóng cửa từ thời điểm đó, theo Houston Public Media. Dược sĩ Hiếu Tom Trương có thể phải đối diện với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh. Bản án dự trù được ấn định vào ngày 23 tháng 9, theo thông cáo báo chí. Cơ quan thực thi phòng chống ma túy DEA cùng nhiều sở cảnh sát tham gia điều tra vụ án. Bằng chứng tại phiên tòa gồm có các toa thuốc giả mạo từ những kẻ buôn bán ma túy đường phố, theo thông cáo báo chí. Vụ án bắt đầu vào năm 2019 khi Hiếu, Tom Trương bị buộc tội bán hàng ngàn toa thuốc cho các bị cáo khác. Tất cả đều nhận tội đồng lõa. Tại phiên tòa khởi sự vào tháng 5 năm 2022, bồi thẩm đoàn kết luận Hiếu, Tom Trương có tội cố ý hoặc cố tình phân phối các chất bị kiểm soát, vi phạm bộ luật 841 thuộc mục 21 theo một hồ sơ tòa án công bố vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, một tháng sau vụ án Roe v. United States do tối cao pháp viện xét xử thay đổi bộ luật 841, khi tòa đưa ra phán quyết rằng chính phủ phải chứng minh bị cáo biết rằng họ hành động trái pháp luật. Hiếu Tom Trương lập luận rằng bồi thẩm đoàn không xem xét vụ án với sự thay đổi về luật định và ông yêu cầu xét xử lại vào tháng 7 năm 2023, theo một hồ sơ tòa án công bố vào tháng 5 năm 2024. Đầu tháng 5 năm 2024, tòa án chấp thuận cho Hiếu Tom Trương được xét xử lại. Trong phiên tòa xét xử lại vào tháng 6, bồi thẩm đoàn nhất quán tuyên án Hiếu Tom Trương có tội ở tội danh thứ 3 và thứ 4 liên quan tới phân phối bất hợp pháp vào tháng 7 năm 2019. Theo hồ sơ tòa án công bố vào tháng 5 năm 2024, trong khi đó, hồi tháng 3 năm 2019, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Hiếu Tom Trương không có tội phân phối bất hợp pháp, luật sư Bill Brinley của ông cho biết. Khi ra phán quyết, Hiếu Tom Trương không có tội ở tội danh thứ nhì, bồi thẩm đoàn bác bỏ lý thuyết của chính phủ, trong đó cho rằng Hiếu Tom Trương là người cố ý tham gia vào chương trình kê toa thuốc giả mạo. Brinley cho biết ông bị những người đang nhận được trợ cấp, hợp tác từ chính phủ lợi dụng. Chúng tôi tin rằng các bản án ở tội danh thứ 3 và thứ 4 là kết quả của các hồ sơ cung cấp cho bồi thẩm đoàn mà chúng tôi kịch liệt phản đối. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới chừng nào chúng tôi thấy Hiếu Tom Trương được minh oan hoàn toàn. Devin Herbmeyer, luật sư công tố, đại diện người dân Hoa Kỳ, từ chối bình luận. Mưa nặng hạt, ngập lụt đe dọa Nam Florida. Nhiều cộng đồng trên khắp miền Nam Florida, trong đó có cả khu vực Miami và Fort Lauderdale, bị ngập lụt vào hôm thứ Tư 12 tháng 6 vì mưa xối xả làm thống đốc tiểu bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và khiến nhiều tài xế bị mắc kẹt trên khắp khu vực, theo CNN Weather. Cảnh cáo lũ lụt có hiệu lực trong đêm thứ Tư tại một số khu vực thuộc các quận Broward, Miami-Dade, Collier và Henry cho tới sáng thứ Năm. Theo cơ quan thời tiết quốc gia NWS, đồng thời báo động rằng tình trạng lũ lụt đe dọa đến tính mạng vẫn tiếp diễn. Cảnh cáo lũ lụt cũng tiếp tục có hiệu lực tại Miami và Fort Lauderdale cho tới tối thứ Sáu. Đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy mực nước trong khu vực dâng lên tới cửa sổ xe hơi, tràn vào bãi đậu xe và đường xá trong khu dân cư. Tại Miami, băng thu hình cho thấy nhiều xe hơi gần như chìm nghỉm ở trong nước. Đây là ngày thứ hai liên tiếp khu vực Miami phải đương đầu với thảm họa ngập lụt. Bão trút xuống lượng mưa từ 2 tới 5 inch và làm đường xá ngập lụt vào hôm thứ Ba. Tại Hallandale Beach, băng thu hình cho thấy một người đàn ông chèo thuyền kayak giữa hàng loạt xe hơi khi nước dâng cao, làm một số khu vực trong thành phố ngập nặng. Các viên chức kêu gọi người dân ẩn náu tại chỗ và đừng lái xe hoặc đi bộ qua vùng lũ. Giới chức Hallandale Beach cho biết một gia đình lạc mất con trai trong cơn bão, nhưng sau đó đoàn tụ nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ. Một người phụ nữ đang lái xe đi làm cho biết bà đã bị kẹt xe 5 tiếng đồng hồ dọc theo đại lộ Hallandale Beach Boulevard và đường US Route số 1 do lũ lụt.
Hôm thứ Tư thì ngoài lượng mưa lớn, hệ thống bão còn mang theo một cơn lốc xoáy cấp độ IF1 tại Hope Beach Sound, nằm ở quận Martin, cách thị trấn West Palm Beach khoảng 35 dặm về hướng Bắc. Khảo sát thiệt hại do NWS thực hiện cho biết. Thống đốc Florida là Ron DeSantis ban bố tình trạng khẩn cấp tại các quận Broward, Collier, Lee, Miami-Dade và Sarasota, viết rằng mưa như thác đổ và lũ lụt ảnh hưởng tới năng lực hoạt động của hạ tầng cơ sở quan trọng, gồm xa lộ liên bang, huyết mạch, đường bộ, trường học và phi trường. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc các viên chức nhà trường tại quận Broward phải đình hoãn, phá dỡ tòa nhà trường trung học Marjorie Stoneman Douglas High School cho tới thứ Sáu, nơi một tay súng từng sát hại 17 người vào năm 2018. Các viên chức học khu quận Collier loan báo rằng các chương trình mùa hè và chăm sóc trẻ em sẽ đóng cửa vào thứ Năm do lượng mưa lớn gây ra lũ lụt cục bộ. Thị trưởng Fort Lauderdale Dean Transtalis ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Vì tình trạng mưa không ngớt và lũ lụt, các viên chức thành phố cho biết mưa ồ ạt, làm nước dâng cao trên đường xá khắp thành phố, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng quản lý tình trạng khẩn cấp đang khai triển xe chở nước và xe hút chân không trong khu vực. Fort Lauderdale chứng kiến tổng khối lượng mưa sơ bộ khoảng 9.58 inch vào hôm thứ Tư, làm cho đây trở thành ngày ẩm ướt thứ 8 từng được ghi nhận tại Fort Lauderdale theo dữ liệu từ NWS. Tổng khối lượng mưa sơ bộ vào hôm thứ Tư cũng cao hơn một chút so với lượng mưa trung bình của Fort Lauderdale vào tháng 6 là 9.55 inch, tức là chỉ trong một ngày, khu vực này hứng chịu lượng mưa tương đương với hơn một tháng. Tổng khối lượng mưa vẫn thấp hơn ngày mưa nặng hạt nhất trong lịch sử thành phố vào tháng 4 năm 2023. Khi đó lượng mưa khoảng 2 phút chỉ trong 24 giờ gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Mưa như chút nước trong 48 giờ qua lên tới khoảng 12.8 inch, làm cho đây trở thành ngày mưa nhiều thứ 9 trong 2 ngày tại Fort Lauderdale. Thời tiết khắc nghiệt làm hơn 600 chuyến bay bị hủy và chậm trễ tại hai phi trường chính trong khu vực. Ít nhất có 334 chuyến bay hạ cánh và khởi hành từ phi trường quốc tế Miami đã bị hủy và hơn 287 chuyến bay tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale Hollywood cũng bị hủy. Những cơn bão còn kẹt lại trên toàn tiểu bang tại một khu vực rộng lớn và hỗn loạn, dự kiến tiếp tục làm mưa thêm vài trăm mm suốt thời gian còn lại trong tuần. Vào cuối tuần, Trung tâm Bão Quốc gia NSC dự đoán rằng các cơn bão khó có thể hợp lực thành áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong mùa bão khi di chuyển ra khỏi vùng duyên hải Đông Nam. Ẩm độ chót vót là nguyên nhân hình thành các cơn bão trong tuần này, thường tập trung tại một số vùng biển Caribbean và phía nam vịnh Mexico tại thời điểm này trong mùa, rồi di chuyển vào vòng xoáy Trung Mỹ. Một khu vực rộng lớn xáo động với những trận mưa rào và dông bão quanh quẩn Trung Mỹ và vùng biển lân cận. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thường là những tháng ẩm ướt nhất trong năm ở nhiều nơi tại Florida. Các giai đoạn ẩm độ nhiệt đới thấm sâu tăng đột biến cùng với tác động trực tiếp của các hệ thống nhiệt đới khiến tổng lượng mưa tăng vọt tại thời điểm này trong năm. Bắt được nghi can bắn chết thiếu niên Santana và làm người khác trọng thương. Một thanh niên 27 tuổi bị bắt với cáo buộc là bắn chết một thiếu niên và làm một thiếu niên khác bị thương nặng ở Santa Ana, cảnh sát loan báo vào hôm thứ Tư 12 tháng 6. Khoảng 12 giờ 17 phút trưa thứ Tư tuần trước, cảnh sát nhận được tin báo có người bị bắn ở trong khu số 900 đường West Bishop gần ngã tư với đường South Flower. Giờ cảnh sát Santa Ana ra thông cáo báo chí cho hay, tại hiện trường, cảnh sát thấy một thiếu niên 13 tuổi bị thương do trúng đạn và đang nằm dưới đất gần vỉa hè, SAPD cho biết. Không lâu sau thì cảnh sát tìm thấy một thiếu niên 16 tuổi cũng bị thương do trúng đạn ở bên trong căn nhà gần đó. Cảnh sát còn tìm thấy một thiếu niên 13 tuổi khác gần hiện trường nhưng thiếu niên này không bị thương. Nhân viên cơ quan cứu hỏa Orange County điều trị hai nạn nhân bị thương ở hiện trường rồi chở đi bệnh viện. Nghi can tẩu thoát trước khi cảnh sát tới. Thứ sáu tuần trước, nạn nhân 13 tuổi đã qua đời ở bệnh viện do vết đạn. Thiếu niên 16 tuổi thì hiện vẫn nguy kịch nhưng tình trạng ổn định. Cũng thứ sáu tuần trước, cảnh sát bắt giữ nghi can Raymond Mario Gimnoni, cư
cư dân Santa Ana về tội giết người, mưu sát và bắn vô nhà có người. Cảnh sát tin rằng vụ này dính líu tới băng đảng. Cảnh sát kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi SAPD số 714-245-8390. Bé gái 12 tuổi phải chạy thận suốt đời. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đến từ việc ăn một món ăn 200 lần trong một năm. Đây là món ăn mà vạn người mê nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Trường hợp của bé gái 12 tuổi ở Đài Loan đã bị suy thận, dưới đây là một lời cảnh báo. Mới đây chia sẻ trong chương trình Sức khỏe 2.0, bác sĩ chuyên khoa thận làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân tại Đài Loan cho biết, ông đã từng điều trị cho một bệnh nhi bị suy thận khi chỉ mới có 12 tuổi. Bác sĩ cho biết bé gái được cha mẹ đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng mệt mỏi, nôn mửa và sốt. Sau khi kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện ra bệnh nhi đã bị ure huyết, suy thận mãn tính và phải chạy thận suốt đời. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường thì cô bé 12 tuổi có chế độ ăn uống kém lành mạnh, thường xuyên ăn các món có nhiều dầu mỡ và muối. Cô bé thường xuyên sử dụng tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho để đi ăn gà rán sau giờ học. Thói quen này của cô bé đã bắt đầu từ khi học lớp 2. Mỗi tuần cô bé ăn gà rán 4-5 lần. Với tần suất nói trên, ước tính cô bé ăn gà rán hơn 200 lần một năm. Bác sĩ giải thích thêm, khi khai thác tiền sử bệnh gia đình, bé gái cho biết bé từng được chẩn đoán bị viêm cầu thận mãn tính và một số vấn đề khác ở thận. Các vấn đề về thận cộng thêm với việc tiêu thụ thực phẩm kém lành mạnh trong thời gian dài đã vô tình tăng gánh nặng lên thận, cuối cùng dẫn đến tình trạng suy thận ở bé gái. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường thì gà rán đã phủ bột và chiên giòn, thường được tẩm ướp rất là nhiều muối và chiên ngập dầu nên chứa rất nhiều calo và chất béo xấu. Do đó, việc ăn gà rán hoặc các món ăn chiên rán ngập dầu thường xuyên không chỉ làm gây thừa cân béo phì mà còn tăng gánh nặng cho gan, thận và tăng nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa như tăng huyết áp, tăng đường huyết và mỡ máu. Các rối loạn chuyển hóa này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường. Bệnh tim mạch tiểu đường không được điều trị kịp thời cũng có thể dẫn đến các biến chứng ở thận. Đặc biệt trong quá trình chiên rán, nếu dầu nấu ăn không được thay mới và được sử dụng để chiên đi chiên lại nhiều lần thì quá trình này có thể sản sinh ra hydrocarbon thơm đa vòng, viết tắt là PAH. Đây là loại hóa chất độc hại, có khả năng gây ung thư và tổn hại đến sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều. Ba lưu ý trong chế độ ăn giúp phòng ngừa bệnh thận. Thứ nhất là hạn chế ăn quá nhiều muối. Hạn chế lượng muối nạp vào giúp kiểm soát huyết áp và phòng ngừa bệnh thận một cách hiệu quả. Natri có nhiều trong thực phẩm đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn như súp, bánh mì, xúc xích và thịt nguội. Do đó mọi người nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này. Ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo để kiểm soát lượng muối ăn hàng ngày, mọi người nên tự nấu ăn tại nhà, hạn chế mua đồ ăn ở bên ngoài, kiểm tra thành phần của các sản phẩm đóng gói để kiểm soát lượng muối có trong thực phẩm. Thứ hai là nạp protein vừa phải. Nạp nhiều protein hơn mức cơ thể cần có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Vì khi ăn protein, cơ thể sẽ chuyển hóa protein và tạo ra chất thải. Chúng được lọc qua thận. Người mắc bệnh thận mãn tính nên ăn ít protein hơn để giảm gánh nặng cho thận. Hơn nữa, để phòng ngừa bệnh thận mãn tính nên chọn nguồn protein lành mạnh từ thịt nạc, cá, thịt da cầm không da, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Thứ ba là hạn chế ăn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đồng thời cũng gây hại cho thận. Sức khỏe của tim và thận có mối liên hệ với nhau, vì tim liên tục bơm máu đi khắp cơ thể và thận thì liên tục lọc máu để loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Do đó, để phòng ngừa bệnh thận và bệnh tim mạch, mọi người nên hạn chế nạp các thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Thay vào đó, hãy sử dụng các thực phẩm chứa chất béo không bão hòa như cá béo, quả bơ, quả óc chó, dầu ô liu và các loại dầu hạt khác. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.